Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách tô màu bức tranh găng tay trên Noel này. Các bạn theo dõi mình tô rồi nhé. Mình sẽ dùng bút sáp màu bút màu sáp để tô. Đầu tiên thì mình sẽ tô cái căn nhà màu. Sau đó thì mình sẽ tô một độ cho găng này.
mình đã tô xong, hướng dẫn tô xong chiếc khăn màu đỏ. Các bạn thấy hay thì hãy like và share.